Xin chào anh chị các bạn, trở lại với channel Hồng Xe Hơi. Hôm nay thì em quay CX-30, tiếp tục trong cái series về cái Mazda. Thì đây là hai phiên bản CX-30 màu xanh. Ở trên này sẽ là bản Premium với cái logo brand, ngoài ra là có logo 3D. Đây là bản Luxury nhé, mình chọc tay vào này. Đấy, thì nó là logo thường. Ở trong này nó ánh sáng nó hơi tối một chút thì mình thông cảm chút thôi. Thì CX-30 bên em có hai bản. Đây là logo 3D này, đây các bạn này. Adaptive Cruise Control này. Thì 699 và 739 triệu. Chúng ta hơn nhau ở những cái option về an toàn là chính ạ. Ví dụ như là hệ thống an toàn tiêu chuẩn iActive Sense hỗ trợ tiền va chạm, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo người lái nghỉ ngơi và hỗ trợ giữ làn đường. Đúng không ạ? Ngoài ra thì đấy, có những cái công nghệ đèn thích ứng, mặc dù đây cũng là đèn LED và tự động hết rồi. Rồi mình đi nhanh vào cái xe. Ví dụ như bản Luxury thì em đã quay một phiên bản màu trắng và update cho anh chị xem rồi ạ. Thì về cơ bản trong nội thất thì hai phiên bản nó sẽ không khác gì nhiều, chủ yếu là các nút chức năng ở trên vô lăng thôi ạ. Ví dụ như trên này thì mình sẽ có nút Adaptive Cruise Control, đúng không ạ, cảnh báo lệch làn, giữ làn đây. Đấy, ngoài ra thì các phím như là giữ ghế này, tắt bật những tính năng an toàn, hay là màn hình, nút comment, phanh tay điện tử, toàn bộ thứ nó sẽ giống này, không khác gì đâu. Màu nội thất, ghế nâu, chỉ nâu thì cũng gần như là toàn bộ giống hệt. Hàng ghế thứ hai của CX-30 thì có cửa gió điều hòa sau nhé, và cũng khá là rộng. Tất nhiên thì với một chiếc xe phân khúc B như này, B gầm cao ấy, thì cũng phải cân nhắc. Với anh chị tham khảo mua thì CX-30 bên em đang bán hai phiên bản là Luxury 699 và Premium 739. Tháng này, tháng 3, 2024 thì bên em đang tặng cho anh chị khách hàng 1 năm bảo hiểm thân vỏ xe, tương đương vào khoảng 89 triệu rồi ạ. Nên em có quy đổi về tiền mặt nhé. Ngoài ra thì mình có còn được tặng thêm một bộ phim cách Nhật Luma của Mỹ bảo hành 5 năm, bọc vô lăng, ví da và các phụ kiện nhỏ thì mình có thể cân nhắc tham khảo thêm. Giá cả thì thật ra là CX-30 này nó cũng là một phiên bản mới được facelift từ 2023 vừa rồi. Ngày trước thì giá nó sẽ cao một chút và có khác biệt nhỏ nhỏ về một số option trên xe. Thì mình có thể cân nhắc và tham khảo thêm. Cái mẫu 2023 thì bên em bán toàn bộ hết sạch rồi. Xe gần như là 2024 nhá, xe nhập Thái Lan thì sẽ có Mazda 2, CX-3 và CX-30 như này thì sẽ nhập khẩu Thái Lan như chiếc. Đó, thì với anh chị mà lần đầu xem về CX-30, đặc biệt là mình thích cái màu xanh, bên em gọi là xanh đen như này, xanh Carnival ấy, thì mình có thể cân nhắc tham khảo thêm. Em sẽ đi nhanh qua một vòng nhé. Ví dụ như là đèn này, đèn là sẽ cũng toàn bộ là đèn LED có tự động bật tắt rồi, cân bằng góc chiếu rồi. Logo 3D hay là mặt lưới tản nhiệt thì sẽ là mặt lưới cũng na ná trên CX-5 rồi ạ, rất là đẹp. Đây, kể cả phần chrome này, chỉ dưới này, cản trước của nó cũng làm rất là đẹp. Cái dòng xe này ấy, thì 740 triệu, nó cũng đã tiệm cận với cái CX-5 rồi. CX-5 Deluxe bên em đang bán là 760. Thế thì cũng rất nhiều anh chị khách hàng cũng cân nhắc và tham khảo. Thì mình có thể lên và xem trực tiếp cả hai phiên bản xe, CX-5 Deluxe và CX-30 bản cao. Đó, cốp thì chắc chắn rồi, trên phiên bản Luxury là cốp điện, thì cốp trên phiên bản này cũng sẽ là cốp điện ạ. Đây, mình có chia ngăn cốp này. Lốp dự phòng đi theo thì sẽ là lốp đúc ạ. Đây, bên em có tặng luôn cả thảm lót cốp cho anh chị nữa. Em cũng là thích qua một số bán hàng, họ sẽ chào lại cái anh chị cái giá thời điểm trước và
gọi là có giảm giá đâu đó khoảng 15-20 triệu, thì thực ra nó là cái giá thời điểm trước thôi. Còn bây giờ từ 2024 ấy, Taco toàn bộ các hãng xe như Mazda, Kia, Peugeot thì gần như nó sẽ không có cái chiết khấu về tiền mặt nhiều như là các hãng khác. Đâu đó chỉ là bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện tặng kèm cho xe thôi. Hãng sẽ trừ thẳng vào giá niêm yết công bố luôn. Đó, thì anh chị cân đối tham khảo mẫu xe Mazda 3 CX-30, xin lỗi, CX-30 hai phiên bản Pre và Luxury, thì có thể alo trực tiếp qua bên em nhé. Bên em đang đầy đủ, gần như là đủ màu, đủ bản để mình có thể xem trực tiếp. Rồi xin chào và gặp lại trong những cái video tiếp theo.